Kính thưa quý vị, Nguyễn đang có mặt tại một trong những con đường trung tâm của thành phố Công Mông Cham của đất nước bạn Campuchia. Sau mấy tuần công tác tại Hà Nội, hôm nay thì Nguyễn lại quay về với lại một vài đất nước lân cận của Việt Nam và trung tâm của Sài Gòn. Sẽ đưa lại quý vị những cái clip tiếp tục hấp dẫn mà quý vị cùng Thịnh Nguyễn tham quan cũng như tìm hiểu một vòng khu trung tâm. Và điểm dừng của chúng ta Thịnh Nguyễn và cùng đoàn đó chính là tại nhà hàng mang tên Hảo An, một trong những nhà hàng được xem nổi tiếng lâu đời và rất là nhiều thực khách sẽ đến đây để thưởng thức. Mặc dù nó là một trong năm thành phố lớn của đất nước bạn, nhưng vị thấy cũng chỉ có thỉnh thoảng một vài tòa nhà cao tầng như thế này thôi. Campuchia thì với phương tiện di chuyển công cộng thì còn khá là kém phát triển so với Việt Nam. Tuy nhiên về phương tiện di chuyển gia đình cá nhân thì quý vị nhìn thấy những dàn xe như thế này thì thấy đã có thể so sánh với Việt Nam như thế nào. Đây là một cửa hàng tạp hóa buôn bán những sản phẩm như nước uống, bánh kẹo và có cả sim điện thoại. Đây là một tỉnh thành phát triển về nông nghiệp nên là quý vị thấy các sản phẩm trái cây được bày bán khá là nhiều. Đặc biệt trước đây là đậu phộng.